hôm nay nha, anh Ngờ mới đi chợ đầu mối về mua rau để ăn. Hôm nay mua nhiều lắm cho cả nhà, mua măng này, măng này nó là măng xé, bây giờ là mình là măng xé đấy. Măng xé là một bịch 1 ký như này á, là tại chợ đầu mối là 15.000 một ký nha cả nhà. Nếu mà cả nhà mà đi ra ngoài chợ mà mua lẻ là nó rất là mắc nha cả nhà nha, rất là mắc. Đây như anh vừa mua tại chợ đầu mối là 15.000 một ký măng xé. Còn như cái này gọi là gì ta, cái này cái rau này gọi là rau gì ra quên cha nó rồi. Cái này như nhiều người mà hay ăn người miền Tây ấy, người ta hay ăn cái rau này. Cái này gọi là cái gì đây mà anh gọi quên rồi ha. 15.000 một ký nha cả nhà. Rồi. Nhưng mà nếu mà cả nhà mà đi mua là ngoài chợ là không có giá đó đâu. Hai bó ngò như này là 5.000. Hai bó như này nha. Hai bó bự. Tại vì họ bán 10.000 ký. Mà anh người chỉ mua 2 bó thôi thì 5.000. Anh người đi chợ đầu mối về, anh người cho cả nhà mình biết giá để cả nhà mình tham khảo nha. Để lắm mà có đi chợ thì mình biết giá mình mua nha. Khi nào anh người đi chợ đầu mối thì anh người sẽ nói giá cho cả nhà xem nha. Còn như một bó rau muống này anh người mua tại chợ đầu mối á, bó này 3 kg nha cả nhà. 3 kg, hơn 3 kg. Hơn 3 kg là cái này là anh vừa mua 10.000 nha. 10.000. 10.000 nha cả nhà. 10.000. Là bó này là 3 kg nha. Tươi ngon nha, mới lên nha. Là họ về chờ họ bán lẻ ra là mà ví dụ 5.000 bó nhỏ chút xíu. Thì mua tại chợ đầu mối là 10.000. Mà bó như này là 3 kg nha cả nhà. Đó, rau là rất rẻ, siêu rẻ. Tại chợ đầu mối mà. Như càng cua. Càng cua nha, anh Ngờ cũng mua càng cua này. Càng cua chợ đầu mối là 10.000 ký. 10.000. Để mình về mình bóp chua ngọt mình ăn. Đó. Chua ngọt với đậu phộng. 10.000 một ký càng cua này. Anh Ngờ đi chợ ăn một lần mà một tuần mới hết. Với cái này là bông cải. Do cà chua nhà anh Ngờ trong tủ có nhiều lắm rồi. 10.000 một ký cà chua Đà Lạt ngon lắm. Anh Ngờ mua 5 ký cà chua Đà Lạt hôm qua ngon lắm. Để trong tủ lạnh. Bông cải xanh như này nhá, ăn nhiều chất đạm, nhiều chất tốt này. 10.000 một bông. Mới mua một bông trắng đó. Này. Mua một bông trắng này cả nhà. Mua lấy 2 bông. Yeah. Mua để mình xào nấu canh luộc. Tùy theo nha. Nhưng mà như anh Ngờ hay luộc chấm chao. Luộc để chấm chao. Còn này đây là hành. Hành nha. Hành lá này. Hành lá thì người ta lặt sẵn rồi ha. Lặt sẵn rồi 10.000. Nhưng mà hình như là mua có 7.000 ký thôi. Chỗ này là họ cân cho mình 10.000 là hơn 1 ký. Là lặt sẵn rồi nha cả nhà. Lặt sẵn rồi là sạch sẽ luôn nha. Còn có chỗ thì họ bán 5.000 ký nhưng mà 5.000 nó không ngon bằng. Còn này 10.000, cái này có 7.000. Mình mua mắc hơn thêm 2.000 mà nó ngon hơn. Mình mua ở chợ là 5.000 là họ bán được có nhiêu đây trên này. 5.000 sợ không được nhiêu đây á cả nhà. Sợ không được á. Đó, 5.000 ở chợ mình mua ngoài chợ lẻ. Còn này đây là mình mua như này là thành ra là nó rẻ cho mình nha. Có 10.000 nha. Hơn ký, chắc ký rưỡi. Chắc ký rưỡi cả nhà. Còn đây cà pháo này. Cà pháo anh Ngờ mua cái loại cà pháo xanh này. Để anh Ngờ về xào. Mới đây à, bóc chanh ăn mắm tôm. 1 ký 10.000. Mua 1 ký 3. 13.000. Đó. Nên tại sao mà bây giờ là chúng ta tiến hành. Cái này để dành. Rau này để mình bóp thấu. Bóp thấu. Còn này bắt đầu tiến hành xào.
xào qua mắt này, xào cái này, xào này. Măng xào, cái này là măng xào, cái này rau muống. Trời ơi, có 10.000 cả nhà ơi, trời ơi, 10.000 mà một mình anh gọi sao mà ăn dữ à. Nên là ông bán không, ông bán ông kêu anh ngừa là lấy mấy bó mà trời ơi ăn mà đâu mà ra mà dữ à. Đó 10.000 này. Rồi cả nhà thấy thèm không, rau muống à, ngon không, trời ơi 10.000 à. Đó. Cái rẻ cơ đó thì hỏi cả nhà đi, thì mua mà ăn đúng không? Này trời ơi, nó này nó không, nó ngon mà nó tươi đúng không cả nhà? Không, giờ mình tiến hành, mình gì đây, mình cắt cho nó nhanh ha, là mình nó tươi mà người ta mới cắt, nó đâu có phải là rau muống cũ đâu cả nhà. Mình cắt cho nó nhanh, cắt để cái luộc, lấy nước làm, lấy nước làm canh, xong là cái thấy không, họ cắt mà không hề có chỗ nào mà nó dơ, mà cũng không hề có chỗ nào ấy nha cả nhà, sạch sẽ từ trên dưới này. Đó thì mình luộc rồi lấy nước làm canh ha, đúng không cả nhà? Luộc lấy nước làm canh, cắt cho nó nhanh, cái gốc mình bỏ đi đúng không cả nhà, đúng không? Đó tại vì rau muống mới mà. Đó, rất là ngon, cầm nhỏ nhỏ mà, cầm nhỏ ăn cho nó, cho nó mềm. Đó cái luộc xong rồi cái anh vừa luộc, luộc trong cái lấy nước làm rau muống luộc á cả nhà. Nó cái gốc mình cắt mình bỏ đi, nó ngon lắm. Đó nhiêu đây là mình luộc ăn đủ rồi. Đó. Sau đó mình tiến hành bó từng bó một, bó từng bó một. Trời ơi, có 10.000 là trời ơi trời, 10.000 ăn như này cái sang năm còn chưa hết. Đúng cả nhà. Trời ơi. Còn bây giờ mình ăn măng xào, cái rau muống luộc. Măng xào. Đó. Mỗi lần anh gọi đi chợ. Không? Ở chợ mà mình mua ngoài chợ 5.000 họ bán có một bó nhỏ xíu này thế này. Đó. Mà anh gọi đi chợ là anh gọi tiết kiệm được biết bao nhiêu đúng không cả nhà? Đúng không? Hành lá mua 10.000 này, ăn có nửa tháng chưa hết. Đó. Đó, chia ra nó không có, tại vì rau người ta mới cắt mà cả nhà, họ bán ở ngay cổng chợ đó. Đó rau này là rau người ta mới cắt cho nên nó non lắm. Này 5.000 hai bó ngò này, thấy không? Và đặc biệt là còn có rau rừng nữa cơ, đúng không? Rau rừng như anh vừa mua dưới chợ là bối là 10.000, tại vì anh vừa thích ăn rau rừng để cuốn bánh chén, 10.000 bó này, đó. Ở đây thì họ bán không bán bó đâu, họ bán ký 10.000 bó rau rừng này, à, rau rừng này để cuốn bánh chén với một bó dấp cá như này, này một bó dấp cá bự như này là 10.000 nha cả nhà, 10k rau rừng với dấp cá, à. Dấp cá này bự lắm nhỉ, ăn tốt cho sức khỏe này. Đó. Đó. Thế là anh vừa mua rau sống, cà pháo, rau muống, hành ngò, rau rừng nha. Măng xào. Rồi cái này để bóp thấu này. Đó. Ngon không? Có 15.000 ký à. Nhưng mà mình mua chờ lẻ này phải hơn. 15.000 không bán đâu cả nhà ơi. Rồi đó anh ngờ con này để thằng cua này để ngày mai mua gà nấu cháo cả nhà ha, gà nấu cháo xong rồi bóp gỏi càng cua đó. Đó
Đó, tổng cộng nó tổng cộng hình như có 100.000 à. Mà ăn đây này còn nửa tháng hết. Này măng này mình xào này, người ta xé trắng này cả nhà. 15k. Này mình bóp tấu mình để mình bỏ trong tủ lạnh nó ăn dần. Còn hai bông cải này có 20 bữa chờ ba lửa. À, rau muống thì có 10k, hành thì 5-7 ngàn một ký. Trời ơi trời, trời ơi trời, tính ra như này trời ơi kia mình giá dữ trời. Trời ơi, này lột sẵn này nha cả nhà, lột sẵn này. Trời ơi, cái hành mà hành hương đó cả nhà, họ bán có 10.000 bó. Đây là hành nhà hành thường. Còn cái hành hương á còn rẻ dữ lắm. À quên, cái hành hương như mà trời mà mai mốt mà mùa mưa á, là anh ngờ là nó mắc lắm. Là vào mùa mưa là thường thường á là 10 vào mùa mưa là 50.000 một bó hành hương. Mà bây giờ hiện tại cái giá trên chợ đầu mối là có 10.000 bó hành hương. Trời ơi. Đó. Giờ muốn như này là biết sao anh vừa thích ăn nó cuốn nó lại là ăn được nè. Trời ơi này, một lần ra muống ăn được cả 2-3 ăn được 5 lần ra muống, 5 lần rau muống mà có 10k. Trời ơi, thế là một bữa có 2k thôi cả nhà, đúng không? Mình đi chợ như vậy người ngang này nó tiết kiệm cho mình nhiều, đúng không cả nhà? Tiết kiệm rất là nhiều luôn. Thế nên anh vừa hay đi chợ đầu mối, anh vừa mua đồ để sao để cho nó rẻ, tại mua giá gốc mà, mua giá gốc của chợ đầu mối mà. Còn ví dụ như mà mình mua chợ lẻ thì giá nó cao lắm đó. Rồi anh vừa cho cả nhà ngắm biết cái gió tình hình là cái giá nó như vậy nha. Nó bỏ vô tủ lạnh với bỏ vô ăn mát á thì ăn dần ha. Ăn dần quá rẻ luôn. Trời ơi trời, có 10.000 rau muống mà đó một đống đó. Rau rừng này á, bởi sao anh vừa hay ăn cua miếng rán á ha. Con này để mà mình cất vào trong tủ lạnh, mai mình bóp thấu. Thì giờ tiến hành mình đi xào măng càng cua để mai mua gà về nấu cháo. Bông cải cất đi để luộc chấm chao. Đó, hai bông cải có 20k. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Rồi đó, khi nào anh gọi đi chợ đầu mối, anh gọi lại đăng video cho cả nhà xem biết tình hình giá cả nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhờ trên kênh của anh gọi nha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà.